108 tiếng chuông trên cổng Tam Quan, chùa Động Ngọ vang lên, cũng là thời khắc linh thiêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Các đại đức tiến hành nghi lễ tâm linh truyền thống cầu quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Chùa Động Ngọ tọa lạc tại thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương, trước thuộc huyện Thanh Hà. Theo các tài liệu văn bia ghi lại, chùa do Khuông Việt Thiền Sư xây dựng năm 971 theo chiếu lệnh của vua Đinh Tiên Hoàng. Cho đến ngày nay, chùa vẫn duy trì ở vị trí cũ và còn nhiều dấu ấn kiến trúc nghệ thuật cuối thế kỷ thứ 17 và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Nét đặc sắc nhất của chùa Động Ngọ là tòa cửu phẩm liên hoa được dựng từ thời Lê do nhà sư Chân Nguyên, người bản xứ thực hiện trong 4 năm, từ năm 1688 đến năm 1692. Cửu phẩm liên hoa được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2016. Công trình này không chỉ là cối kinh Phật cứu nhân độ thế mà còn là tác phẩm nghệ thuật kiến trúc nhân gian đạt đến trình độ hoàn hảo. Chùa Động Ngọ hiện nay thì còn lưu giữ lại được tòa cửu phẩm liên hoa, là một cái công trình tiêu biểu trong kiến trúc Phật giáo. Là năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận tòa cửu phẩm liên hoa là bảo vật quốc gia. Tòa cửu phẩm liên hoa được thiết kế là có chiều cao trên 5m, có 6 mặt đều nhau, mỗi mặt thì gồm có 3 pho tượng. Tổng cái pho tượng của tòa cửu phẩm liên hoa là 163 pho. Hiện tại thì ở chùa còn lưu giữ lại được một cây đại là trồng từ thế kỷ 13, và còn đằng sau khuôn viên chùa thì còn một cây thị là cũng có tuổi đời được hơn 300 năm, là hai cây đại thụ ở trong chùa. Những phiến đá cổ, tượng cổ và kiến trúc cổ tại chùa như bảo tàng độc đáo kể những câu chuyện xưa cũ về hành trình kiến tạo chùa Động Ngọ gắn tên tuổi với những vị cao tăng đã cùng dân làng lập ấp trồng lúa, ngô, khoai. Cùng với những cái cổ vật đó thì chùa Động Ngọ còn một số đồ gốm, đặc biệt là có một cái bát hương làm vào năm Hoàng Định 20 theo dương lịch, tức năm 1619. Đó cũng là cái bảo vật, nó vừa là cái bảo vật của cái chùa ấy, nhưng lại vừa là xác định cái nghề làm gốm của làng Cậy. Hơn nữa là chùa còn 48 pho tượng Phật và rất nhiều cổ vật có giá trị. Đấy. Thế thì phải nói là chùa Động Ngọ là một ngôi chùa có niên đại tuyệt đối và loại sớm và bảo lưu rất nhiều cổ vật cho đến nay. Khung cảnh chùa Động Ngọ thanh bình, đậm chất văn hóa làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Ngay từ cổng Tam Quan bước vào là hai giếng ngọc theo địa lý phong thủy cùng hệ thống cối đá xay lúa được trụ trì chùa sưu tầm, lắp ghép đan xen với nhiều công trình kiến trúc trong chùa. Các đại đức chùa Động Ngọ đã khéo léo trồng thêm vườn hoa, tiểu cảnh, tạo ra những nét đẹp thiên nhiên nhân tạo gắn với không gian kiến trúc Phật giáo, mang lại cảm giác thanh tịnh, bình yên. Một ngôi chùa rất là đẹp, cổ kính rêu phong. Tôi cũng rất là bất ngờ khi được chiêm bái lễ Phật và vãn cảnh chùa tại nơi đây. Và khi đến đây thì tôi cũng thấy là tâm trạng rất là bình yên. Và trước cửa Phật, dịp đầu xuân năm mới, thì tôi cầu mong sức khỏe, may mắn, bình an đến với bản thân tôi, gia đình tôi và cả xã hội. Đặc biệt là tôi cầu mong là dịch bệnh sẽ mau chóng qua nhanh để cuộc sống của người dân được sớm quay trở lại bình thường. Những thư tịch cổ, bia đá, bảo vật quốc gia cửu phẩm liên hoa và cây đại sống hơn 7 thế kỷ là tài sản vô giá giúp thế hệ hậu sinh hình dung lịch sử, diện mạo của ngôi chùa cổ nhất Thành Đông. Đến vãn cảnh chùa đầu xuân, khách hành hương được trải nghiệm không gian khoáng đạt, tiếp nhận nguồn năng lượng tinh khôi của đất trời giao hòa dưới nếp chùa siêu phong cổ kính, thêm niềm tin và ước vọng tốt đẹp về một năm mới đang đến.